Hello, xin chào các bạn. Hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn tô màu bức tranh một chiếc bánh sinh nhật này. Hãy cùng tô với mình nhé. Trước tiên là chiếc tô màu xanh và dọc tay này tô màu đỏ nhé. Nước kem này mình tô màu đỏ này, kem chảy. Theo dõi hết video để xem thành quả của mình nhé. Các bạn ơi, vậy là chỉ với ít phút mình đã hoàn thiện xong bức tranh rồi đây. Các bạn có thể thấy trên tay của mình đang cầm bức tranh một chiếc bánh sinh nhật
với rất là nhiều màu sắc này. Hãy cho mình biết ý kiến của các bạn về bức tranh này nhé. Video của mình xin được kết thúc ở đây. Đừng quên nhấn like và follow kênh ủng hộ cho mình nữa nha. Bye bye, hẹn gặp lại các bạn.